Nhiều khi á, nhìn người ta bằng tuổi chị mà người ta trẻ đẹp, nhìn lại mình á thì chị tự ti lắm. Nhiều khi bạn bè rủ đi cà phê á, chị cũng không dám đi nữa. Xin lỗi, năm nay chị bao nhiêu tuổi ạ? Năm nay chị 58 tuổi. Chị 58 tuổi. Thực ra chị biết không, mày mê cái đôi mắt của chị. Đấy, cho chị ngồi chị nói vào đôi mắt hút hồn đó chị. Quá đẹp luôn. Đương nhiên là với thời gian này, cái chuyện sinh lão bệnh tử không có ai mà cưỡng lại được. Và cái da của chị thì nó cũng hơi mềm, hơi nhão một chút, là bởi vì dưới da cái mật độ collagen cũng bị giảm sút đi rất là nhiều. Mai mời chị làm công nghệ anti-aging, đây là công nghệ đỉnh ở BB đó chị, sẽ giúp cho chị tăng collagen rất là dày đặc dưới da, tăng elastin để da của mình săn chắc. Đồng thời nữa là mai mời chị làm công nghệ nano collagen để cho da của mình nó được bóng mướt, vì da của mình nó cũng thiếu độ ẩm rất là nhiều. Và đồng thời nữa là cái rãnh này nó cũng sẽ được làm đầy lên đó, tại vì khi mà chị làm đẹp lên rồi á thì cái điểm nhấn đặc biệt trên gương mặt của chị là đôi mắt nó sẽ được sáng bừng hơn nữa đó chị. Nghe vậy vui quá. Vậy chị đặt hết niềm tin vào BB Thanh Mai nha. Dạ chị an tâm. Mà trước khi mà điều trị đó, Mai đặt câu hỏi vui với chị một tí nha. Thôi là phụ nữ là mình hiểu rõ mình nhất chị ha. Thế Mai đố chị là cơ quan nào của phụ nữ là quan trọng nhất ạ? Cơ quan nào của phụ nữ quan trọng nhất? Dạ. Gương mặt. Sắc đẹp của phụ nữ là quan trọng nhất. Không, chị nói là hoàn toàn đúng rồi đó, nhưng mà tại vì cái đáp án mà kiểu vui vui á là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đố mẹo rồi. Đố mẹo chị đó. Nhưng mà chị đáp án cũng đúng rồi đó. Chị vẫn có quà. Tại vì nhu cầu của chị là bây giờ muốn lấy lại tuổi thanh xuân. Cho nên mày đố vậy, chị nghĩ là cái sắc đẹp phụ nữ là quan trọng nhất. Dạ đúng rồi chị. Đó là mình nói vui thôi, nhưng mà thực tế là gương mặt của mình rất là quan trọng, sức khỏe và vẻ đẹp của mình rất là tối quan trọng của chị phụ nữ mình, phải không chị? Vậy mình soi da rồi, có thể là mình để cùng với bác sĩ mình tiến hành điều trị luôn chị ha. Cũng mới phải cô không nữa. Về thế nào ông xã cô với vui lắm. Thì dâu cô nó sẽ vui lắm. Dạ. Tại vì da của cô bây giờ nó không còn chảy xệ. Đỡ hẳn rồi cô ha. Thì đây nhiều lắm, đỡ nhiều lắm. Cải thiện nhiều lắm. Nhưng Việt Nam cái nước ai dám thành giàu. Phải biết đứng đâu vào sông và đồng tiền dễ bên co tình không.